Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 15 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 3, tại vạch phân định đường biên giới cửa khẩu Mường Khương, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai và Bộ đội Biên phòng khu Mông Tự, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tổ chức ra quân khởi động tuần tra song phương năm 2024. Tại buổi ra quân, Chỉ huy trưởng tuần tra của hai bên đã trao đổi về công tác chuẩn bị cho giao lưu hữu nghị quốc phòng Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 8, thống nhất trao đổi các phương án tuần tra. Tiếp đó, đội tuần tra của đồn biên phòng Mường Khương và đội tuần tra của trạm hội ngộ hội đàm Hà Khẩu tiến hành trao đổi sĩ quan liên lạc cùng tổ chức tuần tra từ cột mốc 145 đến cột mốc 139. Qua tuần tra song phương cho thấy dấu hiệu đường biên giới, các mốc quốc giới được đảm bảo nguyên trạng. Nhân dân hai bên biên giới chấp hành tốt 3 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc. Kết thúc tuần tra, hai bên đã gặp gỡ đánh giá kết quả buổi tuần tra, thống nhất tiếp tục tăng cường cơ chế sĩ quan liên lạc và điện thoại đường dây nóng, kịp thời thông báo cho nhau tình hình có liên quan đến quản lý biên giới, cửa khẩu để bàn bạc thống nhất xử lý. Ngày 30 tháng 3, huyện Bảo Yên tổ chức khai mạc giải bóng đá nam thanh niên huyện lần thứ 5 năm 2024. Tham gia giải có 17 đội bóng đến từ các đơn vị doanh nghiệp các xã thị trấn. Các đội được bốc thăm chia thành 4 bảng thi đấu vòng tròn tính điểm xếp hạng, chọn 2 đội nhất nhì mỗi bảng vào tứ kết và chung kết. Ngay sau lễ khai mạc, các đội bóng bước vào thi đấu lượt trận đầu tiên của vòng bảng giữa đội khối văn hóa xã hội và đội xã Cam Cọn. Với sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên, các cầu thủ đã thi đấu hết mình với tinh thần thể thao trung thực, cao thượng, đoàn kết, cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng hay, đẹp mắt. Giải năm nay sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 21 tháng 4. Đến đây, Lào Cai đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị cho cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ từ ngày 1 tháng 4 năm 2024. Tổ công tác cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa nhiệm kỳ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã được thành lập. Tại mỗi đơn vị cấp huyện đều đã tổ chức một lớp tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng tham gia điều tra tại mỗi địa phương. 212 điều tra viên sẽ trực tiếp điều tra tại 372 địa bàn điều tra trên phạm vi toàn tỉnh. Điều tra dân số và nhà ở giữa nhiệm kỳ năm 2024 là cuộc điều tra chọn mẫu, được thực hiện ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh, nhằm mục đích thu thập thông tin về dân số và nhà ở, làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 2021-2025, xây dựng chính sách, lập kế hoạch dân số và nhà ở, phục vụ lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 2026-2030, giám sát thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết. Giao thông đi lại khó khăn, cách trở, thôn Bản Cam, xã Thống Nhất là một trong những thôn khó khăn nhất của thành phố Lào Cai. Cả thôn có 32 hộ dân đang sinh sống, nhưng có tới 19 hộ nghèo, 11 hộ cận nghèo. Từ thực trạng này, thành phố Lào Cai đã ưu tiên nguồn lực, đầu tư có trọng tâm trọng điểm, phù hợp với đặc thù của thôn, tạo tiền đề vững chắc giúp Bản Cam đổi thay từng ngày. Dân số ít, lại sống rải rác, địa hình phức tạp, dốc cao, vực sâu là nguyên nhân việc đầu tư đồng bộ đường giao thông cho Bản Cam gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng với sự quyết tâm của cấp ủy chính quyền địa phương, sự đồng tình ủng hộ của người dân, tuyến đường bê tông dài hơn 1 km này vừa được đưa vào sử dụng, nâng tổng số đường giao thông được bê tông hóa toàn thôn lên hơn 3,4 km. Trước thì cũng không có đường thì đi cũng rất là khó khăn. Làm được một bao ngô mang đi bán cũng thổ đi cũng rất là khó khăn. Bây giờ thì nhà nước đã hỗ trợ làm được đường cho mình đi lại. Trẻ em đi học cũng rất là dễ. Mưa nắng thì cũng đi xe thì cũng rất là dễ. Cùng với đường giao thông, từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hai công trình nước sạch đã được đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu nước sạch sinh hoạt của người dân. Cũng trong 2 năm 2022-2023, từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, bà con trong thôn đã được nhà nước hỗ trợ 142.000 cây quế giống. Đảng, chính quyền, nhà nước cũng như là tất cả các ban ngành thể của các cấp xã hội thì cũng đã quan tâm là đã đổ đường bê tông cho nhân dân vận chuyển hàng hóa, rồi là thuận tiện cho đi lại sinh hoạt hàng ngày. Điện cũng đã được hỗ trợ, bây giờ các hộ gia đình cũng đều đã có điện lưới để sinh hoạt thắp sáng cho hộ gia đình. Chúng tôi đang xây dựng cái vùng cây ăn quả và dược liệu ở Bản Cam, vì Bản Cam có cái xóm 4 là có cái tương đồng với Mường Khương và Sa Pa. Do vậy thì chúng tôi đang khảo sát và đang xây dựng mô hình là đưa
cây quýt Mường Khương, rồi cây atiso ở Sapa và một số cái cây giống mới để lên để cho đồng bào thay thế cây ngô, cây lúa để tăng thu nhập. Tới đây, nhà văn hóa thôn đã xuống cấp, sẽ được đầu tư nâng cấp. 4 km đường giao thông nối xóm 2 đến xóm 4 cũng sẽ được đầu tư, nối liền với khu vực sản xuất của thôn. Các mô hình kinh tế và thế mạnh của thôn như lợn đen, gà bản địa, dê được khuyến khích phát triển. Chắc chắn diện mạo và đời sống của người dân Bản Cam sẽ tiếp tục khởi sắc đi lên. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh kết nạp được 6.038 đoàn viên mới là những thanh niên ưu tú, có phẩm chất đạo đức tốt, có nhiều cố gắng nỗ lực và đạt thành tích cao trong học tập rèn luyện. Thành phố Lào Cai là địa phương kết nạp nhiều đoàn viên nhất với hơn 1.500 thanh niên ưu tú được kết nạp đoàn. Để chủ động tạo nguồn phát triển đoàn viên mới, cấp bộ đoàn đã quan tâm bồi dưỡng đa dạng hóa thành phần đoàn viên kết nạp mới từ đối tượng thanh niên là hội viên, thành viên các câu lạc bộ, đội nhóm, thanh niên theo tôn giáo, dân tộc thiểu số, công nhân và lao động trẻ. Quan tâm tạo nguồn từ những thanh niên, đội viên trưởng thành từ phong trào, có những đóng góp tích cực cho các hoạt động của đoàn, hội, đội và được tổ chức ghi nhận, thực hiện tốt chủ trương 1 cộng 1. Mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất một thanh niên tham gia đoàn, hội. Gần một tháng qua, trên thị trường Lào Cai, giá bán thịt lợn hơi và gia cầm tương đối cao. Tại các trang trại, gia trại, giá thịt lợn hơi siêu nạc hiện duy trì ổn định từ 58.000 đến 60.000 đồng 1 kg. Lợn đen bản địa 68.000 đến 75.000 đồng 1 kg tùy từng địa phương. Gà thịt, lông màu, thời gian nuôi bình quân 4 tháng rưỡi có giá 58.000 đến 70.000 đồng 1 kg. Lũy kế từ đầu năm đến nay, người chăn nuôi toàn tỉnh đã xuất bán được 12.600 tấn thịt lợn hơi và 5.740 tấn gia cầm các loại. Với giá bán như hiện nay, đối với lợn hơi, người chăn nuôi có lãi thấp nhất từ 2 đến 4.000 đồng 1 kg, tương đương lãi từ 200.000 đến 400.000 đồng một tạ. Giá gia cầm mỗi cân bình quân lãi khoảng 10 đến 12.000 đồng. Hiện toàn tỉnh đang duy trì tổng đàn gia súc 613.700 con, đàn gia cầm lũy kế 4.800.000 con. Theo nhận định của cơ quan chuyên môn, với số lượng tổng đàn gia súc gia cầm hiện có, nguồn cung thực phẩm chăn nuôi của Lào Cai khá dồi dào. Hiện bà con nông dân vẫn tiếp tục vào đàn do sản xuất chăn nuôi có lãi. Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần đảng viên đi trước, làng nước theo sau, trong phát triển kinh tế tại địa phương, các cán bộ, đảng viên luôn tiên phong, gương mẫu đi đầu trong xây dựng các mô hình mới, mang lại hiệu quả cao, tạo động lực để bà con học và làm theo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đảng viên Hoàng Văn Khánh ở thôn Trung Tâm, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương trong phóng sự sau là một điển hình như vậy. Để phát triển kinh tế gia đình, đảng viên Hoàng Văn Khánh quyết định đầu tư xây dựng mô hình nuôi gà đen và gà di bản địa. Đây là giống gà có sức đề kháng tốt, lại được thị trường ưa chuộng. Từ vài trăm con ban đầu, đến nay anh Khánh đã mở rộng quy mô đàn lên tới 2.500 con mỗi lứa, giá bán khoảng 150 đến 170.000 đồng một kg. Kết hợp với trồng trọt, trung bình mỗi năm, trừ chi phí sản xuất, gia đình anh cũng thu lãi gần nửa tỷ đồng. Phải dám nghĩ, dám làm, nghĩ ra những cái mô hình để phát triển kinh tế. Nuôi con gà đen thì sẽ vẫn mở rộng và phát triển bình thường. Thế còn cái thứ hai về mô hình chăn nuôi con lợn đen, lợn bạc. Mô hình kinh tế của đảng viên Hoàng Văn Khánh được chọn là mô hình điểm để đảng viên và nhân dân trong thôn học tập. Từ tham quan thực tế, chia sẻ kinh nghiệm, đảng viên Hoàng Văn Khánh đã động viên bà con trong thôn cùng mạnh dạn chuyển đổi cây trồng vật nuôi phù hợp. Nhờ vậy, đời sống của bà con được nâng lên rõ rệt. Đến nay, thôn Trung Tâm không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng một năm. Gia đình tổ chức cho anh em về, nói chung là cũng để học tập. Và bây giờ cũng có một số gia đình, các đồng chí đảng viên, rồi nói chung là kể cả nhân dân, nói chung là cũng đã học tập phát triển kinh tế, hàng năm thu nhập cũng rất là cao. Trong các cái cuộc họp chi bộ, thế rồi cuộc họp của ban chấp hành đảng ủy, chúng tôi thường lấy những cái gương điển hình của ông Hoàng Văn Khánh này để các đồng chí cán bộ đảng viên và các cái chi bộ chúng ta nghiên cứu học tập, thế và cũng mời gọi các cái doanh nghiệp cũng như là các cái hợp tác xã cũng nhà đầu tư liên kết trong quá trình sản xuất tiêu thụ các cái sản phẩm của địa phương. Đi đầu trong phát triển kinh tế, những tấm gương như đảng viên Hoàng Văn Khánh đang góp phần cùng cấp ủy chính quyền địa phương tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, hiện thực hóa mục tiêu đưa Bản Lầu thành xã nông thôn mới nâng cao trong tương lai gần.
Chuyển sang những thông tin thời sự trong nước. Huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng hiện có hơn 2.000 hecta cây trúc xào trải rộng trên địa bàn 16 xã thị trấn. Có xã diện tích cây trúc xào đạt trên 600 hecta. Trúc xào từ khi trồng cần tối thiểu 3 năm sinh trưởng mới có thể bắt đầu cho thu hoạch. Nhưng để cây trúc có chất lượng tốt nhất phục vụ sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ hay chiếu trúc cần từ 7 đến 10 năm. Hiện một số cơ sở chế biến sản phẩm cây trúc xào của địa phương hoạt động ổn định. Ngoài ra còn hình thành điểm du lịch trải nghiệm rừng trúc rộng 40 hecta tại xóm Bản Phường, xã Thành Công, mở thêm một hướng đi mới giúp người dân có thêm thu nhập từ cây trúc. Huyện Nguyên Bình phấn đấu đến năm 2025 phát triển thêm ít nhất 1.000 hecta trúc xào. Mở rộng diện tích cây trúc sẽ xây dựng vùng nguyên liệu chất lượng cao, tạo sinh kế ổn định cho người dân, thu hút khách du lịch. Từ năm 2021 đến nay, tỉnh Bắc Ninh có 25 dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành và được cấp phép xây dựng. Khi hoàn thành sẽ đáp ứng gần 20.000 căn hộ. Để người dân được mua nhà ở xã hội với đúng giá phê duyệt, ngăn chặn tình trạng trục lợi, tỉnh tăng cường tuyên truyền công khai giá bán, giá cho thuê tại các dự án nhà ở xã hội. Theo đề án, đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030. Từ nay đến năm 2030, tỉnh Bắc Ninh sẽ phát triển hơn 70.000 căn nhà ở xã hội, trong đó có hơn 40.000 căn nhà ở cho công nhân. Lũy kế đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã triển khai được 54 dự án nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân lao động trong các khu công nghiệp, với tổng diện tích đất khoảng 173 ha. Quý 1 năm nay, cả nước xảy ra 6.552 vụ tai nạn giao thông, làm 2.723 người thương vong. Bình quân mỗi ngày có 30 người thương vong vì tai nạn giao thông. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông trong quý 1 tăng gấp gần 2,8 lần, đồng thời số người chết gấp 1,9 lần, bị thương gấp 3,2 lần. Nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tập trung xử lý xuyên suốt 5 nhóm hành vi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, gồm nồng độ cồn, ma túy, quá khổ quá tải, cơi nới thành thùng xe, tốc độ, vi phạm về tránh vượt, phần đường, làn đường, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông và sử dụng các loại giấy tờ không do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy tờ giả liên quan đến người điều khiển và phương tiện. Liên quan đến vụ bắt giữ con tin tại một thị trấn ở miền Trung Hà Lan. Theo cảnh sát nước này, vụ việc đã kết thúc sau khi một nghi can bị bắt, còn 4 con tin đều được phóng thích. Vụ bắt giữ con tin xảy ra vào sáng sớm cùng ngày tại cà phê Petit Wat, một quán bar nổi tiếng ở thị trấn Eder. Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát vũ trang đã nhanh chóng được triển khai và phong tỏa thị trấn. Theo cảnh sát, đối tượng được cho có mang theo vũ khí và chất nổ. Khoảng 150 hộ gia đình sau đó đã được sơ tán khẩn cấp tới nơi an toàn và các cửa hiệu trong thị trấn cũng phải đóng cửa. Đến khoảng 11 giờ sáng theo giờ địa phương, 3 con tin đã được phóng thích và khoảng 1 giờ sau, con tin thứ 4 cũng được trả tự do trước khi nghi can bị bắt. Hải quân Ấn Độ hôm qua thông báo đã giải thoát 23 thủy thủ đoàn trên một tàu đánh cá Iran bị cướp biển bắt giữ ngoài khơi Somalia. Đây là một trong số nhiều vụ giải cứu được Hải quân Ấn Độ thực hiện trong những ngày qua. Thông báo cho biết vụ việc diễn ra khi tàu Ankamba 786 đang ở phía tây nam đảo Socotra của Yemen trên biển Ả Rập, bị 9 đối tượng cướp biển tấn công. Tàu Hải quân Ấn Độ đã kịp thời triển khai các biện pháp chiến thuật cưỡng chế mạnh, buộc nhóm cướp biển phải đầu hàng. Các đối tượng này sẽ được đưa về Ấn Độ để xét xử theo đạo luật chống cướp biển. Trước đó, Hải quân Ấn Độ cũng cho biết đã giải cứu tàu Lorenzo Pucha 04 của Sri Lanka và tàu Al-Naimi của Iran sau khi cướp biển tấn công. Theo Hải quân Ấn Độ, hoạt động giải cứu này là một phản ứng phối hợp đa phương ứng phó các vụ cướp biển. Hôm qua, Nhật Bản đã lần đầu tiên tổ chức giải đua Tokyo E-Prix thuộc giải vô địch thế giới xe công thức E, chạy hoàn toàn bằng điện. Sự kiện đã thu hút hơn 20.000 khán giả đến cổ vũ. Chặng đua dài 2,6 km được thiết lập xung quanh trung tâm hội nghị Tokyo Big Sight ở quận Koto của thủ đô Tokyo, trong đó gần một nửa là các tuyến đường công cộng. Xe công thức E, hay còn gọi là xe công thức 1 của ô tô điện, đang bước vào mùa giải thứ 10 trong năm nay. Giải đua xe công thức E được biết đến là thân thiện với môi trường hơn xe công thức 1 do động cơ không thải khói.
tổng cộng 22 xe từ 11 đội đua đã tham gia chặng đua tại Nhật Bản. Ban tổ chức cho biết sự kiện thu hút sự chú ý của nhiều người hâm mộ khi lượng vé đặt trước và vé bổ sung được bán hết ngay lập tức. Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra vào tối qua tại một kho đạn ở Bekasi, ngoại ô Jakarta, sau khi xảy ra một vụ nổ lớn tại đây. Hiện vẫn chưa có thông tin về tình hình thiệt hại trong vụ việc này. Theo người phát ngôn quân đội Indonesia, vụ nổ xảy ra tại một kho đạn nằm trong căn cứ quân sự ở làng Klangsana ở huyện Bogor, tỉnh Tây Java, chỉ cách địa giới thủ đô Jakarta khoảng 7 km về phía đông. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa đã lập tức đến hiện trường, nhưng chưa thể tiếp cận hiện trường vụ việc. Hiện các hộ dân cư sống ở gần nhà kho đã được sơ tán đến nơi an toàn. Dù chưa thể tiếp cận khu vực cháy do lo ngại vẫn còn những vụ nổ nhỏ, tuy nhiên, mọi khu vực quanh hiện trường đều đã được lực lượng chức năng kiểm tra và không phát hiện trường hợp thương vong. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.